Ronaldo có lẽ không thể ngờ rằng chiếc băng đội trưởng mà anh từng ném xuống đất đã cứu sống được một bệnh nhân nhí. Chỉ sau 3 ngày đấu giá, tổ chức này đã thu về được 1,7 tỷ đồng. Số tiền này đã giúp Gavilo, một em bé lúc đó chỉ mới 6 tháng tuổi, người Serbia bị teo cơ thủy sống. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Trước khi bước sang tuổi 36, Cristiano Ronaldo nói rằng tuổi tác không quan trọng, quan trọng là đầu óc. Và một lần khác anh cho biết tuổi sinh học mới chỉ 25. Năm 2021, anh là một cầu thủ có phong độ đỉnh cao bất chấp tuổi tác, chính với nỗ lực không ngừng nghỉ cùng ham muốn thành công vô tận. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số sự kiện đáng nhớ của CR7 trong mùa này. Hat-trick với Cagliari. Trận đấu Cagliari với Juventus tại vòng 27 Serie A mùa 2020-2021 đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Juventus. Cristiano Ronaldo đã ghi 3 bàn giúp Juve thắng đậm trận này. Một bàn bằng đầu, một bàn bằng chân phải và một bàn chân trái. Đó là cú hat-trick hoàn hảo chỉ từ phút thứ 10 đến 32. Cầu thủ người Bồ đã nhanh chóng tìm lại niềm vui và cảm hứng ghi bàn chỉ 5 ngày sau khi Juve bị loại khỏi Champions League, đồng thời cũng đánh dấu hat-trick thứ 57 trong sự nghiệp của anh. Cứu Juventus với Udinese. Đây là trận đấu mà Juve bị chủ nhà Udinese dẫn 1-0 từ đầu cho tới tận phút 80. Khi hy vọng của thầy trò Andrea Pirlo càng trở nên mờ mịt, Ronaldo chợt lên tiếng với cú sút phạt đưa bóng chạm tay tiền vệ Rodrigo De Paul trong cấm địa. Và khi Juventus được hưởng phạt đền, CR7 không bỏ lỡ cơ hội từ khoảng cách 11m. Phút 89, Ronaldo di chuyển ra phía cột xa, đón đường tạt từ cầu thủ vào sân thay người Adrian Rabiot và đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Juventus. Trận đấu còn 5 phút bù giờ, nhưng các cầu thủ Udinese dường như bị giáng đòn nặng về tâm lý nên không thể gượng dậy. Hai bàn cuối trận của Ronaldo giúp Juventus ngược dòng đánh bại Udinese 2-1 tại vòng 34 và duy trì hy vọng vào top 4 Serie A. Gỡ hòa với Torino. Vòng 29 Serie A, Juventus cần có thắng lợi để tiếp tục nuôi hy vọng trên cuộc đua vô địch với Inter Milan. Và mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ cho bà đầm già với bàn mở tỷ số sớm của Federico Chiesa ở phút 13 sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm. Nhưng tình hình đã trở nên xấu đi do hàng thủ chơi thiếu tập trung. Phút 27, Antonio Sarabia ập vào đánh đầu gỡ hòa cho Torino sau pha cản phá thiếu chắc chắn của thủ thành Juventus. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được vài giây, tiền đạo này tiếp tục gây bất ngờ khi nâng tỷ số lên 2-1 cho Torino sau đường chuyền về bất cẩn của cầu thủ Juve. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, khi tới phút 79, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đã lên tiếng. Từ cú sút không trúng tâm bóng của Chiellini, Ronaldo liền ập vào đánh đầu nối đưa bóng vào lưới. Khi tưởng chừng như đã có lỗi việt vị, trọng tài đã tham khảo VAR và công nhận bàn thắng. Nhờ đó Juve mới có kết quả hòa 2 đều ở trận derby thành Turin này. Bàn thắng thứ 100 với Sassuolo. Dù đây là một mùa giải thất vọng cùng Juventus, nhưng Cristiano Ronaldo cũng biết cách làm vui lòng bản thân khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt mốc 100 bàn thắng ở 3 quốc gia. Trong chiến thắng 3-1 trước Sassuolo, Ronaldo đã ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Juve. Pha lập công này chính là bàn thắng thứ 100 của Ronaldo trong màu áo Juve. Điều đặc biệt, CR7 đạt mốc này nhanh nhất chỉ trong 3 mùa giải, điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Juventus, kể cả với những huyền thoại như Sivori, Basso hay Platini. Săn bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở tuyển quốc gia, Ronaldo tiếp tục vào vai người hùng khi thực hiện thành công hai quả phạt đền trong trận đấu hòa Pháp 2 đều ở lượt cuối cùng bảng F vòng chung kết Euro 2020. Không chỉ giúp Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội, hai bàn thắng này còn giúp anh xô đổ một kỷ lục khác của bóng đá thế giới. CR7 đã trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia với 109 bàn, sang bàn thành tích của Ali Daei của tuyển Iran.
Khác chăng ở chỗ Ronaldo cần 178 trận để xác lập thành tích này, trong khi Alidea chỉ cần 149 trận. Ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Euro. Trong cuộc chạm trán Hungary ở trận ra quân của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết Euro 2020, Cristiano Ronaldo đã chính thức mở ra một chương mới trong lịch sử giải đấu này. Trong trận đấu, anh để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng. Với thành tích này, anh chính thức đi vào lịch sử Euro với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại với 11 pha lập công, nhiều hơn 2 bàn so với huyền thoại người Pháp Michel Platini. Bên cạnh đó, anh còn xô đổ hàng loạt kỷ lục khác như cầu thủ giành chiến thắng nhiều nhất trong các kỳ Euro 12 lần, cầu thủ có số kỳ Euro ghi từ 2 bàn trở lên nhiều nhất 4 kỳ, cầu thủ chơi nhiều trận nhất tại Euro 22 lần. Siêu phẩm cú đúp với Thụy Điển. Thời điểm Cristiano Ronaldo trở lại đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha sau chấn thương là trong chuyến làm khách Thụy Điển, và anh đã tìm thấy bàn thắng thứ 100 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó là những phút cuối hiệp 1 khi Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt ngay trước vòng cấm. Cristiano Ronaldo đã vẽ nên đường cong tuyệt vời mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Sang hiệp 2, anh lại tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng Bắc Âu. Sau khi bình tĩnh nhận bóng giữa vòng vây của bốn cái bóng áo vàng, Ronaldo đã tung cú cứa lòng ngoạn mục từ ngoài vòng cấm, khiến thủ thành Robin Olsen phải làm nền cho siêu phẩm. Cristiano Ronaldo đã có một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc khi góp công vào 3 bàn với một cú đúp và một pha kiến tạo giúp đội nhà đại thắng Udinese 4-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 15 Serie A. Với cú đúp ở trận này, chân sút 35 tuổi người Bồ Đào Nha đã đạt mốc 758 bàn thắng ở các trận đấu chính thức, vượt qua thành tích 757 bàn của vua bóng đá Pele. Điều đáng nói là ngay sau trận này, anh chỉ kém kỷ lục của huyền thoại Josep Bican 759 bàn trong giai đoạn 1931 đến 1955, có đúng một bàn. Màn trình diễn với Inter. Trận bán kết giữa Inter và Juventus tại Coppa Italia, Juventus đã thủng lưới chỉ sau 9 phút bóng lăn và Cristiano Ronaldo là người tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp chỉ trong vòng 9 phút để đưa bà đầm già đặt một chân vào chung kết. Anh đã không bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số trên chấm 11m khi bà đầm già được hưởng quả penalty có phần gây tranh cãi ở phút 26, rồi lại một lần sau 9 phút. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Inter, Ronaldo đã dâng lên để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, giúp Juventus ngược dòng thành công. Vừa rồi là một số hình ảnh đáng nhớ của Cristiano Ronaldo trong mùa 2020-2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video mới nhất.